trái thì 3 ký thôi, thì cái đấy đã đai lắm đó Nhật. Chín rồi Nhật ơi, cá bự Nhật ơi, bự bự Nhật ơi, chuẩn Nhật ơi, cá bự Nhật ơi, xuống xuống này Nhật, biết chết không? Đó Nhật, cái chê trời ơi. Chào quá luôn. Hello, xin chào cả nhà nha. Quay trở lại clip mình nữa nha. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Này cùng theo chân mình đi câu cá tra sông nữa cả nhà. Này mình đi xuống tới sông Mỹ Phước nha nha. Mỹ Phước nha nha. Đó. Lục bình quá trời lục bình nữa nha. Này. Đứng kế bên bụi tre nè. Bụi chút gì đó. Mình đánh đây nha cả nhà. Mồi rồi mình làm rồi đó nha. Đó, mình chọn rồi nè, cần ra rồi. Giờ thôi đặt máy mình xuống cần thôi cả nhà. À, mới giờ điểm ra đây cả nhà. À, cũng là dưới Mỹ Phước luôn nha cả nhà. Rồi đến đây chủ nhà đây mình có hỏi mình câu nhờ là chủ nhà cũng công cần đây nè cả nhà. Mình hai cần chủ nhà ăn cần nghe cả nhà. À, giờ mình, máy nào cả nhà, chủ nhà rồi cần mình cần mình hai cần, có hỏi chủ nhà có câu nhờ cái nhà đi cái bến của người ta rồi chờ cá ăn thôi cả nhà. Nè quên nữa nha, gió này nó không có được bình đâu, cũng neo được. Dính à? Dính đâu? Dính à? Cái là gì vậy? Cá cây vô. Dính, dính, dính. Trời ơi, cá nhỏ. Ủa, có dính là được rồi. Có dính là có mừng. Có nhớt. Ờ, nó ăn cái gì no nóc luôn. À, một con. Rồi, chết luôn. Vừa lên bờ. Có gì ẩn không? Dạ không. Ờ, lấy mượn nha Nhật. Lấy chú mượn Nhật. Một con nha cả nhà. Có nhớt là mừng rồi. À, câu có dính là có vui. Dính lên đi Nhật. Mở con Nhật. Ngày em chạy lên lên cá luôn rồi cả nhà. Nó chạy vô á Nhật. Ê ê dướng ơi Nhật ơi. Xuống xuống Nhật ơi. Cá nhỏ hả? Dướng câu chú à. Yeah. Tôi lo vô Nhật. Dính dính lưỡi kia rồi. À, cái chân sảy Nhật ơi. Hay quá. Nhật hay quá. Ăn rồi, tới nước ăn rồi. Đó, ê, đưa vô lên đó Nhật, vô lên đó ấy. Đây nè, quay qua chú nè. Đó. Rồi, lên hàng. Đây, của mình đây nha cả nhà. Đó, của Nhật đó, cỡ một à. À. Vậy là có ăn rồi đó chú. Có ăn là có mừng rồi đó. Rồi, cầm máy tiếp tục cả nhà ơi. Rồi, vui đó cả nhà. Có ăn là có vui à. Tưởng nó ăn chứ không thấy. Thấy nó nhiệt lia tưởng nó ăn. Giờ dưới rồi hả Nhật? Để
cần ăn hết ba cần luôn mà mất cần nào mà lâu ấy chứ. Dính à? Dính ba cây luôn à? Ô chảy nhật ơi. À, dính chặt cá chạy vô. Cá chạy vô. Đó rồi cá. Quá luôn. Ồ cá bự hết sức luôn. Cá chồng bá. Rồi có cá là có vui. Có hai lưỡi vậy sao vậy nhật? Tiền cứu nó vô cùng vui vui đó. Có lên, có lên cá là có vui à. Bình là như cái dính không Nhật? Dính nào? À, Nhật lên cá nè cả nhà. Chạy hả? Ê chạy vô, đang chạy vô á. Xuống mé đi Nhật. Chạy ghê qua đây Nhật. Ừ. Lên cá cả nhà. Đó. Đây, Nhật lên cá nè cả nhà hai con. Ghê hoài đó, vô nhà cả nhà ơi. Đó, mình cũng hai con nha cả nhà. Rồi, đặt máy tiếp tục cả nhà ơi. Chuyển mưa tới rồi cả nhà ơi. Quá trời gió rồi. Mưa hồi không biết sao đi ra đây không biết. Ra đi. Dính vào lá rồi.
chồm ra mở ra chú được không nhỉ? Đi ra đó đó nhỉ. Dướng nữa hả? Dướng cá mà nó dướng vào lá chú ơi. Lên cả nhà ơi, lên hàng trọng nghe. Đồ cá nó ăn gì uống nu luôn nè, bụng nó uống nu luôn rồi. Có lý cả nhà ơi, chờ đợi à nhà, nuốt tốt lử luôn rồi Nhật ơi. Vậy nó không có chảy hơn chứ nó vặn lại rồi chịch luôn. Rồi có lý nha nhà. Đó. Vô xô. Bà chủ. Nói gì bực 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 bực. Nước ăn rồi. Còn con nãy mới thấy chú mua. Gì đó hả? Còn con nãy con cá thì 3 ký thôi thì cái đấy đã dai lắm đó Nhật. Dính rồi Nhật ơi, cá bự Nhật ơi, bự bự Nhật ơi, bự Nhật ơi, lấy vợ chú Nhật, có vợ Nhật, cá bự nha, cá bự cả nhà ơi. Trứng rồi Nhật ơi, trứng Nhật ơi, cá bự Nhật ơi, xuống xuống này Nhật, biết chết không? Bỏ Nhật, cá chê trời ơi. Ồ, cái chết nhà ơi. Quá chết chết. Quay nữa rồi. Dạ. Sướng sướng sướng. Chà quá luôn cả nhà ơi, quá xuất sắc. Ôi. Có cá, có cá ăn lại rồi cả nhà ơi. Nhật cạnh đi Nhật, tôi quay. Cái quay máy quay để nó mà. Máy quay con đặt rồi. Dướng dướng cái lử rồi. Ôi. Ôi còn cá trên nè cả nhà. Nó ăn cà nhịp vậy. Lấy vợ cho anh chú ra Nhật. Mày sợ máy quay mãi. Nè cả nhà.
Ủa, cái bụng ốc nóc luôn cả nhà ơi. Quá đã. Ủa, coi cái máy có quay không Nhật? Có. Hả? Có. Có hả? Rồi thấy gì tới nơi đó. Nào, mày thấy chú thảy xa thấy có lợi hại không Nhật? 2-3 kg không? Cá này 3 kg trên nè chú ơi. 3 kg rồi hả? Dạ. 3 kg không hết đâu. Trời, cục chị đọc vô kiếm mấy kiếm mình. Lấy gì cục chị đọc vô trời. Khói. Phải hả Nhật? Ồ, nó dính. Cái chè nó dính gầu khó sức lắm. Nè cả nhà. Có căng đâu chú? Cá là 3 kg đây là nó. Dạ. Con. Trên. Dạ. Quá đã cả nhà ơi. 3 kg luôn á. 3 kg. Rồi. Rồi rồi sao mà cái thùng này trà rộng hơn được ta? Lấy cái thau nè. Lấy cái thau tôi nè. Dạ dạ cho con mượn thau ơi. Ừ, con lấy cho chú mượn đi Nhật. Lấy thau mượn Nhật. Con lấy đi, lấy cái thau đỏ này cho chú bỏ. Để chú quay cái này. Cái thau đỏ ha. Đã quá cả nhà ơi. Sướng cả nhà ơi. Cả nhà đỏ cả nhà. Ô trò nó xuống. Lâu lắm mới lên con cá khủng. Cá xong nha cả nhà, cái này cái xong nha. Lấy thau đỏ đi, để đắng đi Nhật. Để là đắng đi chú đem lại đắng luôn. Con cầm đi. Con cầm cá đi đem đi, bỏ thau một chú ơi. Ừ, sao con cầm nổi? Cầm hai bên ngạnh á. Ờ dở ra đây nè. Không được hả? Để một chút coi. Nè, cầm máy quay đi, cầm chút nè. Đó là cả nhà, xa ra. Cả nhà đó. Nó bự. Cầm đỡ thao nè cả nhà ơi. Ờ, bỏ vô cái thao nè. Quay xa ra Nhật. Đó. Cái đẹp không? Rồi, để đây đi. Sướng quá cả nhà ơi. Rồi. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Có thằng cháu hỗ trợ. Hai chú cháu đeo chưa tới giờ luôn cả nhà ơi. Rồi. Sáng giờ chưa rồi. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Mới thấy những cái bằng rồi đó. Con cũng mới thấy đó. Đèn con cam kìa. Con cam ăn nữa hả? Con cam đó. Đó. Trời. Dướng bọc cái gì á? Phải không? Cái này dướng bọc chứ nó ăn gì? Rồi, gì đó chứ ăn đâu kéo gì? Ừ, ăn nó đâu kéo gì đâu. Nó kéo mạnh nè. Dướng bọc à? Dướng bọc rồi. Dướng bọc. Cá ăn là nó lâu cái tì rồi. Cá khủng nó tì đã ha. Hồi nãy cũng vậy đó, con bự cá nhỏ chứ không có lưỡng cá bự đâu. Rồi, thôi cũng về nhà cá bỏ lên căn rồi nè cả nhà. Đó. 3,7 kg nè cả nhà. 3,7 kg cái thau nó 600 g. Còn 3,1 kg. Cá 3,1 kg cả nhà ơi. Ừ, nhà chú nè, chú nè nè. Bụng bự đó. Chú thứ mấy chú? Chú Út. Với cầu với thằng cháu nội chú rồi sáng hưng. Giờ. Nở ấp Mỹ Hưng nha cả nhà. Có cái bọc là bự không đó hả? Cho chú nè. Dạ dạ, con cái bọc bự bỏ cá vô. Rồi. Cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Hẹn clip sau cả nhà. Bye.